Ơi, em xin mến chào quý anh chị nha. Là em đây. Thì hôm nay em đang đứng đây là thuộc xã Long Mỹ, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu quý anh chị ha. Thì vị trí của mình đang đứng đây là sau này là năm sau là sẽ sáp nhập vô thị trấn Đất Đỏ cho quý anh chị. Thì hôm nay em có sản phẩm là ngan 10. Đây. Tới đây quý anh chị ha. Sau vô là 20 m, phía sau nữa hậu 11 m cho quý anh chị. Thì bên hông có một cái đường 7 m này quý anh chị ha. Là bên hông ha, thẳng đường này là vô khu du lịch Hồ Quốc Thiền nha quý anh chị. Hồ sinh thái Hồ Quốc Thiền quý anh chị ha. Đường bên hông cũng ô tô vô thoải mái nha quý anh chị. Phía sau là nguyên một cái vườn dừa luôn quý anh chị nha. Ở đây là tại vì dân cư ở đây nó cũng còn hơi thưa nha quý anh chị, nhưng mà vẫn có dân cư quý anh chị ha. Cách mình khoảng độ tầm 50 mét thôi là biệt thự nhà vườn quá trời đúng quý anh chị ha. Chút nữa em quay ra cho quý vị xem ha. Thì đất mình là cao ráo bằng phẳng vuông vức cho quý anh chị. Cao ráo bằng phẳng vuông vức ha. Đã trên đất đã có là 80 mét thổ cư nha quý anh chị. Đã có 80 mét thổ cư rồi ha. Đây có điện này, điện nước đầy đủ nha quý anh chị. Điện nước đầy đủ ha. Thì phía sau là nguyên một vườn dừa luôn nha quý anh chị. Đây ha, thì cũng của nhà vườn của người ta nha quý anh chị. Cũng của nhà vườn luôn ha. Thì hiện tại là trên đất mình đã có 80 mét thổ cư, sổ hồng riêng, sang tên công chứng một nốt nhạc nha quý anh chị. Thì lúc trước á, lô này là khoảng độ tầm hơn 2 tỷ quý anh chị ha. Nhưng mà nay chủ cần tiền bán chỉ có 1 tỷ 2 thôi. 1 tỷ 2 thôi là anh chị sở hữu ngay một lô đất nha quý anh chị. Là mặt tiền đường nhựa thông ha. Đường nhựa thông. Đây anh chị đi đi khoảng độ tầm 100 mét thôi là anh chị thấy nhà biệt thự mái thái nhà vườn rất chỉ là nhiều nha quý anh chị. Đất đây là cao ráo bằng phẳng vuông vức quý anh chị ha. Nở hậu nha quý anh chị, hai mặt tiền nhưng mà thực tế là ba mặt tiền quý anh chị ha. Đây quý anh chị quẹo phải là ra ủy ban ha. Ra ủy ban là ra tỉnh lộ 4B nha quý anh chị. Ra đường 42 mét ha. Còn quẹo bên đây anh chị cũng ra đường 4B luôn ha. Đây. Khu toàn biệt thự nhà vườn không nha quý anh chị. Giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi quý anh chị ha. Điện nước đầy đủ nha quý anh chị ha. Đường này là đèn đường chiếu sáng các thứ đầy đủ hết luôn nha quý anh chị. Đi thẳng ra khoảng độ tầm 500 mét là tới tỉnh lộ 4B rồi. Rồi cách cái khu dân cư phân gia khoảng độ tầm 300 mét nha quý anh chị. Khu phân gia là toàn biệt thự nhà vườn không quý anh chị ha. Ở đây anh chị thấy nhà vườn sang sát hết nè. Thì mình cũng mặt tiền đường nhựa luôn quý nhỉ ha. Đây là cái quy hoạch cho quý chị thì 212,9 mét vuông sử dụng riêng. Đất ở là 80 nha quý chị ha. Hai mặt tiền đường anh chị thấy không? Phía sau là có một cái lối đi chung nữa quý chị ha. Đây là cái sổ nha quý chị. Thửa đất số là 152 tờ bản đồ số 27 xã Long Mỹ huyện Đất Đỏ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, diện tích là 212,9 mét vuông sử dụng riêng. Đất ở là 80,7 quý vị ha. Còn lại là đất ở lâu dài, còn lại đất cây lâu Đây là năm nha cái quý vị vị. trí chấm đỏ là vị trí của mình nha quý anh chị. Thì anh chị thấy đây là cuối đường đi vào Hồ Quốc Thiền ha. Khu du lịch Hồ Quốc Thiền đây nha quý anh chị. Hồ sinh thái ha. Mình là ngay góc hai mặt tiền đây nha quý anh chị. Rồi từ vị trí này anh chị có thể thấy là khu dân cư đây ha. Rồi từ vị trí này anh chị đi về biển Phước Hải khoảng độ tầm 6 km nha. Biển Phước Hải là 6 km, đi khoảng độ tầm 5 phút là đến nha quý anh chị. Rồi chợ đây, chợ Phước Hội đây nha quý anh chị. Chợ là Phước Hội đi khoảng độ tầm 2 cây số là đến ha. Rồi cách ủy ban khoảng độ tầm cũng hơn cây số là đến ủy ban nha quý anh chị. Ủy ban dân xã Long Mỹ quý anh chị ha. Ủy ban nằm đây nha quý anh chị. Rồi thì từ vị trí này anh chị đi về thành phố Bà Rịa đi khoảng độ tầm 15 km ha. Rồi cách biển Long Hải cũng khoảng độ tầm 15 km nha quý anh chị. Cách biển Hồ Tràm 20 km quý anh chị ha. Rồi anh chị nào mà thích cái lô đất này thì cứ liên hệ cho em nha. Cách thành phố Vũng Tàu khoảng độ tầm 25 đến 30 km là tới nha quý anh chị. 25 km là tới thành phố Vũng Tàu rồi. Anh chị nào mà thích cái lô đất này thì liên hệ cho em nha. Số điện thoại là 0916 7327748 nha quý anh chị. Rồi.